Từ nhiều năm qua, người dân sinh sống trên địa bàn phường Trường Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đang phải sống chung với tình trạng bão bụi khi con đường từ phường ra cảng Kiến Lương đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Những chiếc xe tải nối đuôi nhau chạy băng nát cả mặt đường, kéo theo bụi cát làm bùn bịt cả đường. Đường bị xuống cấp nhiều năm nay nhưng cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được nâng cấp sửa chữa, khiến việc đi lại của người dân nơi đây gặp không ít khó khăn.